Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình thì bạn hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, cũng như là ấn vào cái chuông để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất khi mình đăng video. Và nếu các bạn xem video thì các bạn ấn like, nhớ ấn like và cũng như là comment. Hi, xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft, và đây là Noob. Xin chào. Ok thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft công viên rồng. Và đồng hành cùng với mình đó là Noob Team. Đấy, mọi người đang làm công việc gì dưới kia mình chào bay xuống nha. Chào mọi người nha. Ui, mấy thanh niên này bay như chim luôn. Này, mọi người ơi, có thể xử này có thể xử lý hộ Noob cái con mặt giặc này được không? Đấy, nhưng mà tao đánh nó thì đánh nó được không? Phá block không? Thử đánh nào. Thôi cái chúng ta thử đi. Nào, tẩn nó đi, tẩn quất nó đi. Ui nó thở. Ai bóng bóng. Ui nó thở ra cái gì đây? Màu tím này. Ui lửa. Từ từ đã, để Noob ăn á. À, ui, không lại gần được nó ấy. Không lại gần, đánh nó đi. Thử đánh nào, để Noob lên nào. Mày láo. Mày láo. Ui con này sắp chết rồi. Mày láo. Mày sắp chết. Ơ mày sắp chết. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Noob đang tẩn nó rồi. Ui láo với chúng tôi. Đi rồi. À, con này nó to quá các bạn ạ. Các bạn biết vì sao vừa nãy mình phải chui lên tận kia để chào các bạn không? Bởi vì nó lấp hết cái màn hình của mình nên đâm ra mình phải bay lên trên kia. Hay. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái công việc đó là đi ấp những cái quả trứng rồng, và tiếp đó là mình sẽ đây mọi người qua đây được nha, để mình chờ lúc xíu đã. Đây mọi người thấy mới đầu là chúng ta sẽ có một cái túi và một mở ra được cái dragon cheat này không? Đây này, cái cục xương này thì cái này đấy, mình cho hết vào máy rồi. Cho vào máy cũng được, thì lúc đang định ra cho vào máy đây. Cái này nó giống như kiểu là cám tăng trọng vậy. Đó, đây là thức ăn tăng trọng, nó sẽ giúp cái con rồng của chúng ta gọi là lớn một cách nhanh chóng và siêu bất ngờ. Đây mọi người có thể qua đây. Đây nha, mình sẽ đi qua đây và cho cái con rồng Clang các bạn. Clang ăn. Đây. Mọi người đi vào nhớ đóng cửa nha. Đấy, các bạn thấy không? Nó đi theo mình luôn này. Ui, nó ngửi thấy mùi cái. Đâu, ăn đi, cho ăn đi. Nhưng mà nếu nó ăn nhiều những cái này quá ấy thì nó sẽ bị giận dữ các bạn đấy, tức giận này. Nó bị đói nhanh. Nó bị đói kìa. Thế nên là mọi người có thể là cho nó ăn cái khác cũng được. Thôi nhưng mà lúc nghĩ là cứ cho ăn lớn lên cũng được. Đấy, cho nó ăn này. Mọi người chăn đây, chăn được Noob được không? Không chăn được Noob à? No rồi, nó no rồi. Đó, đấy, có đây, không. Bánh ăn cho nó ăn kim cương. Cho ăn cái này cơ. Cho nó cười. Quên ăn khoáng sản các bạn nhở. Nó đang buồn mà, nó đang buồn. Buồn kệ nó đi. Cứ cầm thịt cho nó ăn. Đây, mọi người chia nhau ra này, chia nhau ra cho này. Đâu ấy? Kim cương, về nhà lấy kim cương đã. Không, cho nó ăn cái cục xương này. Dragon cheese này. Cheese này gì? Ăn cái này cho nó lớn nhanh này. Happy à? Đấy, okay. Trời ơi, chúng ta phải cho nó này đầu to thế. Nó này level 19 rồi các bạn ơi. Đấy, mình sẽ cho nó ăn, cứ cho nó ăn thôi. Nói chung là con này ăn nó sẽ lớn lên. Đến một độ tuổi nhất định thì mình sẽ có thể cưỡi được nó. Chắc là mình sẽ chăn bao giờ nó mình cưỡi được thì thôi. Đó, trời ơi. Thôi mọi người để nó chăn nhau. Nhặt trứng rồng đấy nhá. Đi nhặt trứng rồng đi, hợp lý. Đó, ngày hôm nay chúng ta có nhiều việc lắm. Thế tí nữa Noob sẽ chia. Ui. Thế này, Noob có thể cưỡi được nó rồi này. Ra đây xem. Đâu. Cưỡi con đầu to đi mà. Ừ nha, để Noob vứt tạm cái tinh thể lăng chú bé. Cuốn sách mắt nó đổi rồi, mắt nó không còn cute nữa rồi. Mắt nó màu khác rồi mà, mình sẽ vứt cái thủy tinh này đi. Thử xem là cưỡi được chưa. Cưỡi được rồi. Ui bay chứ. Rồi, đây xem. Nhưng mà điều khiển hơi khó. Xem ai, sức mạnh đây. Ui, nó mất. Ui, con này, con này chưa thở được các bạn ơi. Con này thở ra cái độc mà. Rồi luôn, hình như là chưa thở được này. Thôi kệ đi. Chúng ta cứ chăn cho nó to lên. Đó, nói chung là cưỡi được. Nhìn nó cũng... Ê, Vanh ơi, đi kiếm hắc điện thạch và làm bàn chan đi. Nó cũng khá là đáng yêu các bạn ạ. Ok. Ui. Ở đây, bên này có lava này. Bên đây đổ lava. Đổ nước luôn. Đổ nước luôn. Chạy nhanh. Ui, mình thấy con này chạy nhanh hơn cả bay luôn ý. Rồi, tạm thời mình cứ để ở đây đã. Cho nó ăn này. Đó, nó máu đang bị mất máu thì mình cho nó ăn, chắc là ăn mấy cái này. Đó, ăn sắt vào cái là tăng máu luôn. Rồi, tạm thời để đây đi đã. Ngày hôm nay thì mình sẽ xây dựng cái căn cứ. Rồi, chả sợ tối đâu các bạn ơi. Thì đang xây dựng cái căn cứ đó là cái warehouse nào. Được nha. Đây, chúng ta sẽ xây dựng đây, có căn cứ ở đây. Thì ở trong cái ngôi nhà này nó có tất cả các cái dương cũng như là các cái vật dụng thiết yếu dành cho mình rồi. Thì chúng ta sẽ cần đến đá các bạn ạ. Đá này này. Mình sẽ về đây chế tạo đã. Được nhá. Mọi người có thể chia nhau ra xuống địa ngục giúp Noob. Ui, thiên nhiên kia chết luôn. Giúp Noob kiếm đi con rồng. Đâu nhỉ? Ở đây chúng ta cần bàn phù phép này. Kiếm kệ sách thì không cần. Đây, kiếm que quỷ lửa là một này. Đấy, que quỷ lửa, bàn phù phép thì mình có này. Không sao.
À, có cái cổng nether đây rồi mà cứ đi đây, đây, làm cổng nether kia có rồi. Kệ sách thì mình ui quyển sách à, được nha, quyển sách xem chúng ta sẽ phải cần ui cần giấy và da nữa này. Chết giờ giấy đi xem nhiều lắm. Ờ da chết giờ da mình vứt đâu nhỉ? Người Ender. Mày. Cẩn thận nhá, nó giết chết là tôi không cứu được đâu nhá. Rồi ok. Có đá phát sáng. Thôi mình cứ chế mấy cái này đã, tí nữa chúng ta kiếm các cái nguyên liệu khác sau nhá. Thì để mình ơi, banh đánh lợn rồi. Ôi xong banh rồi. Thì nhìn ngáo ngơ. Xong banh. Thế nào? Ui cái này lại còn rồi nha, đâu sao? Ở đây thì à cái đá mình ấy rồi. Ui từ. À con người Ender nó cũng đứng đây luôn ạ. Được, mình xử lý. Ui mọi người ơi, không ổn rồi. Chúng ta có thể là ngủ được không nhỉ? Ngủ á? Đợi Pixel về nhà đã. Ngủ dưới đấy luôn đi Pixel. Ngủ dưới đấy luôn được. Bây giờ không ngủ được. Không ngủ được đâu. Ngủ với con khỉ. Ngủ đi. Ngủ với chết queo của lũ bây giờ. Đâu nhanh mọi người về nhà cũng được này. Từ để Pixel kêu về đã. Trời ơi. Đây, để núp xử lý. Ở đây lắm zumba quá. Thật. Mấy con zumba của chú Ed. Có mấy cái giường nhỉ? Sao mọi người tranh nhau hết giường rồi? Pixel có giường cầm ở tay mà. À đây giường ở đây. Đi bên này nhá. À, đâu một thanh niên này. Rồi ok, núp đi ngủ rồi. Đấy bây giờ mình sẽ luôn trời bão luôn ạ. Xét đánh vào đầu giờ. Đấy, bây giờ là mình sẽ chế tiếp đi. Chúng ta sẽ bỏ vào đây. Đó, chúng ta sẽ lấy đâu đó khoảng 9 block này. Sao đấy? Trên rồng trên trời nhiều rồng quá. trên rồng nhiều trời. Ui! Ha à, nó tấn công kìa. U nó phun lửa kìa. Anh chết rồi. Anh sao lại đánh vậy? Núp không biết. Thà ui ui. Không làm gì đâu. À chúng nó ghê quá. Từ nha. Mỗi lần mưa xong chết, lại như này à? Chết giả rồi. Có con rồng điên ở đây này. Đánh đi Vanh. Bay lên. Đây nó chạy. À con rồng điên này. Mày làm sao? Có cần vào trợ giúp không? À? Có về đi. Nó chạy nhanh dã man luôn. Nó chạy rồi, nó đi rồi. Nó bắn con nổ. À, nó bắn cái con không, gì mà chú rồng. Đánh nó đi, đánh đi. Con rồng này bị điên này. Trời ơi, nó đây. Dần. Con này bay đúng sĩ diệt rồng. Con này bay nhanh thế. Mày láo. Mày nó bay nhanh quá. Ai hết tự ăn rồi. À chứ mọi người có thể giết cái con rồng xanh được không? Đây đang giết nó đây. Đâu đây núp đang đuổi. Đây này. Đây này nó đây mà. Nhanh quá. Đây ấy. Chặn đầu đi, chặn đầu đi, chặn đầu. Nha, mình chặn đầu luôn các bạn ạ. Mày làm sao? Mày làm sao? Ui. Đấy, Pixel tìm đến thành phố Nether, Pixel về với mọi người đây. Ờ, ok. Núp đang giật con này. Ta nó kiểu khó nó chịu luôn ạ. Từ từ mất rồi. Thôi núp làm việc khác đây. Hai thanh niên. À, nó xuống đây rồi. Mày làm sao? Mày sai lầm tuổi trẻ khi mày xuống đây mày. Mày làm sao? Ôi ôi. Xong rồi. Thôi mọi người lại đi làm nhiệm vụ đi. Lâu gặp mấy con rồng điên này cũng mệt ghê đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ chế tiếp tục cái block tiếp theo nhá. Rồi, chúng ta sẽ block triple các bạn ạ. Compress stone. Thế nào bây giờ chúng ta đã có double với cả triple rồi. Triple mình lại bỏ vào đây. Ui vừa lấy được cái que thì chết luôn. Hợp lý ngon, thật ngon, sự ngon thế cũng được. Thế là ngon rồi. Ngon lành còn con bò rồi. Đấy rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ cần cái này là cái này cũng có rồi này. Xem nào cần cái gì ta. Mấy cái này thì mấy cái này mình chưa đun đây. Rồi ok cứ đun hết vào đi. Nói chung là tính ra mình không cần để trong dương đồ các bạn ạ. Mình chỉ cần đốt hết nó vào. Thế là auto là mình có trong đấy mình thích lấy cái gì ra cũng được. Rồi ok chúng ta đã có để một cái ra là được. Ok. Cho một cái đi. À đúng rồi. Cái que quỷ lửa các bạn. Rồi ok núp để lấy. Đấy bây giờ là chúng ta sẽ lấy đây lấy cái double nữa các bạn ạ. Double nữa. Đây mình còn thiếu cái gì không ta. Chúng ta còn thiếu cái dương thì bây giờ là mình cần đến 9 cái dương à. Cái dương thì núp xíu nha, núp sẽ lấy ít gỗ đã. Đây cái xe có dương đây sẵn này. Đâu, mọi người lấy hộ núp sao nào. Lấy hộ núp 8 cái dương đấy. Đây chúng ta có. Ui mắt Ender. Ui còn thiếu mắt Ender này. Đây vừa nãy Zeno giết được con Ender này. Đâu lại gần đây. Này, 8 dương này. Đâu 8 dương này, ok. Để núp vứt tạm bớt cái bột đá phát sáng đi. Đâu, 8 dương đâu. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cần đến mắt Ender. Mắt Ender xong cho vào đây để ấy đã, đổi đã. Sau này chúng ta còn cần chứ. Cái gì? Mắt Ender á? Quên. Ờ đây, núp cho vào đây. À, mắt Ender sau này chúng ta cũng cần nhiều mà. Đó, rồi, núp đã có được mắt Ender rồi. Cho mỗi người một cái này. Phân phát. Đây, núp sẽ lấy đây, cái ngọc Ender chứ quên mất. Đây, núp có mắt rồi đây. Núp sẽ bỏ nút cái mắt vào đây các bạn ạ. Đó,
Đấy, một sáng tách luôn. Đây, ngon luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ chế... À, cần obsidian các bạn. Obsidian. Lấy tiếp này. À, như... xin một obsidian đi. Mình không có gì ngoài việc sự giàu có các bạn ạ. Đấy, bỏ nốt cái emerald vào đây đi. Đó, điều dã man luôn. Lúc mà có obsidian thì núp cần... cần gì nữa là cho vào kia rồi. Lúc có obsidian mà. Ờ, lúc có obsidian rồi mà. Có rồi à? Ờ... Bảo là cho Pixel một obsidian mà. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ chế nốt cái dương này này. Đấy, chúng ta có compress chest này. Giờ thì còn thiếu mỗi cái warehouse. Thì cái đe thì mình cũng có thể chế được luôn. Đây, cửa nhá, đúng cái này đi. Chế tạo cái đe này. Chúng ta sẽ chế tạo cái đe, phải không? Ui, định ra cái nhà này chế khoai phết đấy. Đừng có đùa. Ok, cái đe là xong rồi này. Bỏ nốt các bạn ạ. Còn cái gì nữa không ta? Cái đe có rồi. Bây giờ bàn phù phép cần kim cương và quyển sách. Vậy mọi người có giấy với cả da không? Giấy thì có rồi, đấy à. ai có da không? Đây, giấy Pixel nhiều giấy lắm nhưng không có da. Da đâu? Đây, da đây, da đây. Da đâu là da đâu? Rồi mình đốt cháy cái này đi. Đấy, hai da đấy. Ok, hai da, ngon luôn. Đây, lại đốt cái này đi. Ngon ngay các bạn. Tính ra là chúng ta cái gì cũng có. Rồi, bây giờ là mình sẽ chế xong cái đe rồi phải không? Chúng ta sẽ chế cái quyển sách này. Đây, để mình chế cái quyển sách đã. Sau đó thì chúng ta bàn phù phép chế một cái quyển sách bỏ vào đây. Yes. Đốt cái này đi. Bỏ cái này vào đây. Lấy một stack sách. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ cần đến hắc diệm thạch này và ít kim cương. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ chế cái bàn enchant. Mình đi thu thập hết hoa đây. Mình thích đi làm gì thì cũng được. Bàn enchant phải không? Xong, mình cũng bỏ nốt vào đây các bạn ạ. Đó, bây giờ là cái gì cũng có ở trong này, dữ liệu có hết rồi. Bàn enchant có rồi, đe có. À, dàn pha chế thuốc phải không? Rồi, ok. Thì chúng ta sẽ cần đá. Mình sẽ tạm thời bỏ những cái gì đi ta. Ui, con creeper đâu ra đây này. Gì đây? Phái đớt này nó không bỏ được trong này các bạn ạ. Aqua bay để đây đi. Cái dragon orb này thì mình chắc là cũng bỏ nốt vào đây đi các bạn. Dragon orb này. Giấy ở chúng ta, giấy tí nữa cần các bạn. Ngọc Ender không cần, mắt Ender không cần. Ui, mình vẫn còn 30 triệu nữa. Rồi, bây giờ là mình sẽ chế nốt cái kệ sách phải không? Chúng ta cần gỗ. Ok, để mình phân tách gỗ ra đã. Úi giời, không có gì. Không có gì ngoài điều kiện các bạn ơi. Đấy, bây giờ là chúng ta đã chế được tổng cộng là bây giờ cần là 40 kệ sách. Rồi, ok, làm lấy 21 cái kệ sách luôn. Vứt mấy cái này đi. Rồi, bắt đầu bỏ vào đây để lấy cái dữ liệu đã. Đó, được chưa? Có kệ sách này. Đó thì mình đã có cái bàn phù phép, kệ sách, cái đe rồi. Chúng ta chỉ cần đá cuội phải không? Ô, đá cuội. Ô, chết giờ đây chỉ có đá nung nữa. Từ từ nha, mình sẽ đi lấy đá cuội đã. Đây, Pixel có hai đá cuội đây này. Đá cuội nhá, không phải đá nung nhá. Đây. Đâu. Sao đây? Thả đấy, các bạn thấy không? Cái đơn giản nhất đó là đá với cả gỗ. Nhiều khi mình còn không có sẵn luôn ấy. Đây, chúng ta sẽ lấy luôn đá cuội ở đây. Đấy, một stack đá cuội luôn. Rồi, ok, bây giờ là chúng ta sẽ còn chế cái hai cái dàn chế pha thuốc. Dàn pha chế thuốc. Ok. Giờ thì mình sẽ bắt đầu chế quên mất thiếu bàn enchant. Rồi, đủ đấy, mình tính là đủ hết rồi đấy. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta đã có được cái Advent Warehouse. Rồi. Đây. Giờ thì đây là cái khu căn cứ tạm thời các bạn. Nếu bạn không thích thì mình có thể xây cái khác cũng được. Khu căn cứ tạm thời thì sẽ để ở đây luôn đi. Ngay cạnh bên này luôn các bạn nhé. Đó, chúng ta sẽ để vào đây. Và chúng ta sẽ, ở đây là màu của cái kính à. Màu blue, ok, chúng ta sẽ ở đây, màu red các bạn ạ. Oh, yellow sliver, ok, red đi. Red cho nó đỏ luôn các bạn. Ngon luôn, rồi. Mọi người có thể là về tham quan nhà của chúng ta được rồi đấy. Nuôi cái nhà này như để vào trong cái máy rồi mà. Để trong máy á? Thôi cái không cần đâu, chỉ xây một lần nữa chứ xây gì nhiều bạn. Xây à, cả cái chuồng kia nữa kìa. Xịn đi nhở. Nào, cái chuồng kia thì núc có nhiều rồi. Hay để Pixel làm nút bấm. Làm nút bấm đi, có đá đây không? Lấy gỗ. Nó thấy một con rồng đẹp lắm này. Trứng rồng luôn. Trứng rồng luôn á. Chờ núc xíu nữa, chờ núc xíu. Đây. Ôi. Đây. Nó lưu điểm. Bây giờ nha, từ đây nha mọi người. Ơi, dưới này có gì nữa này? Ui, giữa này cũng có dương nhé, các thứ này. Đây, nhiệm vụ giao cho mọi người đây. Thì bây giờ núp sẽ... Đây, tới nha, núp sẽ lấy... Đặt, đúng rồi.
Bèn cũng sẽ lấy cái đầu nhà crypto, cái dương crypto các bạn ạ, để cho mọi người có thể là thay thế giúp núp đầu nhà dương crypto đây. Dương để được nhiều hơn à? Không, thực ra dương này nhìn nó sẽ thấy xuyên thủng, xuyên thấu okay. Ấy. Đấy, cái gì đây? Thiên nhiên chế tạo gì khô lem à? Thiên xeo ấy, thiên xeo kiếm. Thiên nhiên củ chuối này. cho đấy này và pixel đổi hết các cái dương gỗ thành dương crypto núp ấy. Đấy. Đây, cho một nửa này. Đấy. Có thể là mang ấy nhá, mang về đây mình sẽ đổi các bạn xem. Này. Đấy, cái này là nó nhìn trong suốt luôn, mình để cái món đồ gì là chúng ta cũng nhìn thấy được hết. Ủa, cái là này gì? Nó không gộp lại thành hai dương. Không gộp lại được, nhưng mà một cái dương này bằng luôn hai cái dương kia rồi. Đây các bạn thấy không? Ví dụ mình để những cái quả trứng rồng ở đây là chúng ta có thể nhìn xuyên thấu ra đấy. Biết được rằng là cái dương này là dương trứng rồng này, nhìn thấy không? Nhìn phát xuyên thấu luôn, xịn xò to luôn. Rồi, ok, còn bây giờ thì còn bây đây. Mọi người tự đi đổi đi. Đâu xem nào, mình sẽ để cái đây, núp sẽ để cái dương trứng rồng ở giữa này nhá. Đấy, ở giữa này là để những cái quan trọng, đó là trứng rồng. Yes. Ok, mình sẽ để cái lưu cái điểm là ngôi nhà của mình đây. Nhà. Đó. Đây sang đây đặt đi bây giờ. Trên này là có cả thuốc thiếc này, kệ sách kiếp enchant. Nói chung là cái khu này là không còn gì các bạn ạ, không còn gì thiếu rồi chúng ta. Khoán gà mái rồi, dương Ender ở đây cũng có này. Còn ở dưới này để mình xem lại một lần nữa này, bên dưới này thì có dương cũng thế, cũng là dương thôi. Khá là xịn. Rồi, đâu? Zeno cái chỗ ấy đâu rồi? Đâu? Đây đi theo Zeno. Đâu? Lưu điểm rồi. Zeno TP qua trước đây. Trời ơi, xem rằng là có đây. Đâu? Sang chưa? Sang rồi. Đâu, mình thử xem qua chỗ thanh niên Zeno nào. Ui. Này. Con rồng gì đây? Biết, thấy nó đẹp lắm. Đây kìa, nó đang bay kìa. Ui. Rồng gì đấy? Cái gì đấy? Con là rồng gì? Rồng này kiểu như là rồng bầu trời các bạn ạ. Mình nghĩ giống rồng bầu trời này, sấm sét gì đó. Rồi, tạm thời chúng ta chưa biết thông tin về nó nha, chưa quan tâm về nó vội, cứ từ từ đã. Đây đây, còn một con rồng nữa núp này. Đâu? Sang chưa? Đây, rồng ngoài biển cơ. Ui. Đấy. Ui, rồng biển cả. Đâu, núp thử xuống xem nào. Wow. Đang bay đang ngủ mọi người ơi. Ui, con bố với con mẹ của nó bị con rồng biển nó quất rồi. Con ui. Dài này này. Ok, núp nhặt nó luôn. Ui, 2 drop Terra. Rồi ok, tạm thời là được 2 quả trứng rồng mới tiếp rồi. Ấy ạ, phải về đâu. Ê, từ mình TP qua chỗ thanh niên ấy đi. Đây, Pixel đang ngủ ở nhà này. Đâu, để núp về nhà, núp cũng ngủ đây. Không gió biển. Thôi đi ngủ đi, trời lại tối rồi kìa, sao tối nhanh thế nhở. Đây. Ngủ nha mọi người, ngủ đây. Ở trong này cũng có giường à, để ngủ luôn. Không, trời ơi, đấy là cái khu căn cứ rồi. Mọi người có thể lấy nhà được mà. Mọi người có cái start house mà. Được chưa, ngủ chưa? Rồi, núp ngủ ai? Sao nào mình có nên là up luôn không ta? Bây giờ chúng ta sẽ đi. Bây giờ là mình chắc là lần trước là mình up cái. Đây này, chúng ta sẽ có cái up rừng rồng lửa ở đây thì chúng ta sẽ rồng lửa mình có rồi, up rồng băng đấy các bạn ạ. Thì chúng ta cần băng nén. Ui, băng trời nén. Trời ơi. Why fit nhỉ? Hoặc là cái băng bình thường các bạn. Băng nén thì enchant đấy đi, enchant cúp đi. Enchant cúp. Không thì chúng ta sẽ có một cái cách mềm mại. Mềm mại không, chúng ta có băng nén này, băng nén này giờ. Đúng nghĩ rằng là có thể đổi được mấy bác người dân. Rồi, nhưng mà thôi, chắc là hôm nay chưa up được trứng rồng băng đâu, nó cần nhiều công đoạn lắm. Mềm mại có phải là thích là được đâu. Ok nhá. Bây giờ thì núp sẽ đi up cái quả trứng rồng tiếp theo. Trứng rồng cái con rồng gì ta? Mấy con rồng nước này chắc là không liên quan gì đến băng rồi. Có liên quan đến băng rồi, không liên quan đến lửa rồi. Mình xem thử xem cái con rồng rồng rừng xanh này nè. Rồng rừng xanh thử xem nào. Nó có được không các bạn ạ? Để mình xem được thì rồng Drake này. Để xem nhá, xem nó có chạy không cái này. Được. Rồi ok. Mọi người thôi để núp tự lấy lava đổ vào đây các bạn. Đó, tự lấy lava đổ vào đây. Trời ơi. Mọi người ai đang rảnh không đi tìm hộ núp cái vùng đất băng tuyết đây. Ok, Zeno có ra không? Zeno có ra cho mình xin một vừa nãy chả lấy ở chỗ băng tuyết đây núp. Đó, vùng vừa lấy là băng tuyết vĩnh cửu phải không? Thấy trên ngoại đồ để Zeno qua đấy này. Qua đấy thử xem có phải băng tuyết vĩnh cửu núp cũng không để ý lắm. Đây qua đấy. Chỉ sợ là không phải thôi. Ok, chúng ta sẽ lấy nhiều sô dung nham đổ ở đây. Cái này là mình có thể up có thể nâng cấp lên level cao hơn nữa. Đâu làm nào biết băng tuyết vĩnh cửu nào? Đâu. Nhìn có cái băng nó ấy á. Đâu thử xem nào.
À đây đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây, nhưng có cái mấy cái băng nén này này. Thì là vùng đất băng tuyết vĩnh cửu này à. Ủa, nhưng mà cái này là bắt buộc phải có mềm mại thì mới đào được cơ. Cái này không có mềm mại thì khó lắm. Chúng ta còn cách khác nữa là dùng cái đồ công nghệ. Nhưng mà hiện tại là lúc thấy rằng là lúc không có đồ công nghệ được rồi. Chế tạo đồ công nghệ rất là mất thời gian. Ồ. Ủa, bên này nhiều dòng thế, scream dead cái các thứ này. Ồ, dòng mặt rơi các bạn ạ. Rồi. Ủa, dòng bay thành một đàn luôn. Rồi, tạm thời mình sẽ đặt điểm ở đây đi. Băng. Đấy, sau đó thì mình tính sau. Rồi, mình về nhà đã. Pixel đi kiếm cái xẻng mềm mại cho. Đi enchant em. Bây giờ là mình sẽ nâng cấp, có thể nâng cấp được lên. Đây là level 2, chúng ta cần level 1 à. Incubator level 1. Rồi level 3. Chúng ta cần level 2 và chúng ta cần cái phô sắt. Mình có nên nâng cấp không ta? Nâng cấp mắc lên đi. Rồi, ok, ngày hôm nay mình sẽ nâng cấp mắc luôn cái máy ấp trứng rồng lửa nhá. Đâu cái này được chưa ta? Ủa, cái này sắp được rồi. Đấy, trong thời gian đó thì mình sẽ ra đây. Đây, mọi người có thể là mọi người rất là thích cái khu căn cứ rồng này, khu ở cho con rồng các bạn, thì mình sẽ biến đổi hết thành kim cương đi. Đó, thực ra thì chỉ là cái kính này thì vẫn giữ nguyên. Đó, chúng ta sẽ đặt ở đây. Cái này này, biến đổi vào cái này này. Đó, xong đó thì độ dài rộng thì mình sẽ đặt ở đây. Thử nhá, thử xem là nó có. Ồ, nó đấy, nó không lấy kính các bạn ạ. Nó không lấy cái kính. Rồi, ok, cái đây này. Này này, rồi, dài rộng các bạn ạ. Đó, bay xong chạy sang xa xa bên tận xa bên này đi. Đó, trời ơi, nó vòng cái kiểu gì đấy? À, nó vẫn. Thôi mình cứ biến đổi đi các bạn. Rồi. Đó, ôi cái này nó lại bị ấy này, nó xếp theo một đường thẳng cơ, nó không phải là. Ok. Đây. Đây. Đó, thôi rồi. Được hết các bạn ạ. Đơn giản còn ở dưới nữa cơ. Cái này chắc là mình sẽ phải cần khá là nhiều thời gian đấy. Rồi. Đây, bên này. Ra đây. Uầy. Khoai phết nhỉ, cái này tính ra mất thời gian ghê ấy. Đây. Chạy thẳng ra đây luôn các bạn ạ. Đó, ui, đấy, cái này nó tính kiểu gì á, sao từ đầu này sang đầu bên kia lại không được kìa. Đây. Ok nha, chắc là nó xa quá, mình nghĩ là nó xa quá ấy. Đây, thôi cứ ít một đi. Đó, trời ơi, có bên kia nữa kìa, hay là mình xuống kia làm cái ở cái mặt phẳng bề mặt nó trước nhỉ. Đây, mình sẽ xuống đây trước đi. Lấy cái làm cái bề mặt trước bằng kim cương cho nó hợp lý hơn. Ố chết giờ rồi, cái con rồng lửa của chúng ta đâu rồi? À, con rồng clan của chúng ta đi đâu rồi? Ở trong chuồng ấy. Ơ, sao không thấy? Đâu, à vừa nãy núp cưỡi mà đúng không? Ơ, núp cưỡi xong rồi nó đi đâu nhỉ? Rồi, mất tiêu xem rồi. Ở trong cái Dragon Orb xem. À, chết giờ, đâu, núp không cầm Dragon Orb ở đây, núp lại vứt vào trong kia rồi. Đây, Happy Cell cho cái Dragon Orb này, đâu rồi? Không. Hình như có cái ba lô ấy, ba lô Dragon gì đấy. Không, nó không có ở đây này. Rồi luôn mà, rõ ràng là vừa nãy mình có bắt nó vào đâu. Hay là nó bỏ nhà ra đi nhỉ? Không được. Hay là mình phải cứ nuôi lớn nó một cái là mình sẽ lại phải bắt nó trong người của mình, không để trong đấy được nhỉ? Bị mấy con khác ăn thịt rồi. Thôi, chứ không để ý một cái nữa là chúng nó mất tích luôn các bạn ạ. Cay thật. Rồi, ok, thôi mình con dòng clan chắc là mình sẽ up lần sau đi. Up lại các bạn ạ. Cú thật, sao con nào nó ăn mất ta? Đây. Biến đổi mấy cái này đã, còn tính sau. À, tại sao vậy? Đây. Xin đông vanh. Vanh không ăn đâu nhá. À, tôi nghi ngờ em nha. Thanh niên nói câu chưa đánh ác hai rồi. Đây là vanh nói trước. À, hay nói cho mọi người tí mọi người bảo vanh ăn. Không, trời ơi, vanh làm gì ăn thịt rồng, trời ơi các bạn. Bệnh tầm bạ không. Đây. Đó, rồi ok. À đây bên này nữa. Còn cái cột nữa kìa núp. Uầy, chỗ cột này hơi khoai đấy. Tạm này cứ để đây đã. Đâu, để núp ra lấy cái con rồng ấy đi. Con rồng rừng xanh nha các bạn. Tạm này con rồng clan thì mình chắc là up lần sau. Sao? Núp ra đây núp mà biến hết khu rừng thành kim cương đi. Để đi đào. Tất nhiên ăn mới đào kim cương rồi tới nha. Để núp đào cái này lên á. Đây, núp sẽ nâng cấp cái máy rồng lửa lên luôn các bạn ạ. Thì mình sẽ phải cần, đâu nhỉ?
nâng cấp cái máy dòng lửa lên phải không? Thì chúng ta trước tiên là chúng ta cần level tiếp theo phải không? Ui. Cái này là cần level 2 à? Ui, sau đó thì lại cần lên level 3 là chúng ta lại cần một cái khác à? Thử nha, mình sẽ phải bỏ vào cái ấy đã. Muốn đơn giản nó thì chúng ta bỏ vào cái này đã. Tránh trường hợp là mình mất thời gian với cái này. Rồi. Lấy một stack ra, đốt cháy lên. Rồi, ok. Một stack ra này. Đây, bây giờ mình sẽ chế cái level 2 chúng ta cần sắt phải không? Ok, có sắt liền. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chế lấy ít sắt đã. Mình sẽ nâng cấp nốt cái này, sau đó thì chúng ta sẽ tạm thời nghỉ ở đây. Level 2 này. Rồi, nâng cấp nó lên. Thì là chúng ta sẽ có level 3. À đâu, là level 2 chứ, quên mất, không phải lại đào. Đào xong chúng ta lại bỏ vào đây. Ui, nhiều công đoạn phết nhỉ. Ui, cái này không được các bạn ơi. Thôi, chỉ cái level 1 mới bỏ được vào đây thôi. Cái level... Ui, khoai phết nhờ. Level 3 thì chúng ta lại cần kim... À, sắt mình cả. Lapis. Ủa, chiếc tàu lapis lần trước mình không bỏ vào đây rồi. Ai có lapis đâu? Đây, vành. Đâu, qua đây, qua đây. Có tỷ sợ tách luôn. Đâu, lấy ít thôi. Rồi. Lúc đang bị... Bị thiếu này. Đấy, mana này chúng ta sẽ bỏ vào đây tiếp. Một stack này. Nâng cấp nó lên này, level 3 này. Cái này máy level 2. Ừ nha, để mình xem là level 3. À, chúng ta lại cần đến cái thẻ level 2 các bạn ạ. Rồi, chúng ta sẽ lên được level 3. Ok, xong rồi chúng ta lại có cái này, cần cái này. Ui, cái này nó liên quan với nhau ghê ta. Ở level 4 thì chúng ta cần vàng và một cái thẻ level 3. Ui, phải lại thẻ level 2. Ok. Sao đây, sao đây? Lúc một cái hang rồng à. Lại hang quả trứng rồng gì ấy. Nhìn đấy lắm, nhìn ghê lắm. Tới liền. Sợ. Ui. Lại con rồng mặt giặc gì đây? Đào nốt các bạn ơi. Không biết lúc có rồng, có rồng các bạn. Titan Goli à. Ui. Rồng Titan à các bạn. Nhìn trông sợ lắm, nhìn mặt ghê ghê kiểu gì ấy. Xem nào. Nhìn mặt nó dữ lắm. Ờ, hai con này. Ui, con này rồng toàn gai thôi ạ. Ui. Thôi, té đi, mình đây về nhà. Có một con nữa, nút này, chỗ này này. Lại đâu con nữa? Nó lắm rồng vậy. Có rồng qua đây không? À, mày đi làm gì? Con rồng ấy này. Đây á, con rồng này hình như lấy thôi mà. À, mình lấy chưa ta? Đại khái là đây là con rồng xương rồng các bạn. Nó giết Zeno rồi. Thành niên. Rồi, mày làm gì cho nhiều kinh nghiệm đây mọi người. Dạ. Bây giờ anh đi tìm mấy cái kim tự tháp ấy, kiếm một cái chai kinh nghiệm. À đúng rồi, đúng rồi, hợp lý. Ấy nhờ. Kiếm một chai kinh nghiệm là ăn tiền liền. Ui, và sao chép ra cả đống luôn. Đây, chúng ta sẽ bây giờ đi tìm kim tự tháp. Từ đã để núp ấy đã, núp nâng cấp đã. Ngày hôm nay chúng ta ấp một quả trứng rồng rừng xanh với cả nâng cấp kia là xong. Để mình nâng cấp nốt cái sao nào? Cái thẻ level 2 chúng ta cần incuba level 1 và sắt và ok. Đó, xong rồi chúng ta sẽ nâng cấp lên thẻ level 3. Ta sẽ lên được level 4. Rồi ok, và chúng ta sẽ lại bỏ. Ui. Bỏ cái này ta. Level 4 với chúng tôi này. Sau đó level 5 thì chúng ta lại cần thẻ level 4. Cái này nó tính ra nó zig zag liên quan đến nhau ấy. Mình có thể là bỏ mấy cái thẻ này vào được này. Nhưng mà thôi mình chế luôn mà. Đấy, chúng ta đằng nào có nguyên liệu mà. Đó, vàng, mình thiếu vàng các bạn. Vàng không nhỉ? À không thiếu vàng rồi. Ok, chúng ta cần đến kim cương. Đây, mình sẽ có cái thẻ level 5 rồi. Tính ra là mình chỉ cần thiếu một lần thôi. Đó. Rồi ok, chúng ta đã có cái máy ấp trứng rồng level 5. Cái này là mắc cấp rồi đấy. Đó, cái này là có thể nâng cấp bất kỳ loại rồng nào. Rồi, còn bây giờ là chúng ta sẽ đến rồng Drake phải không? Ngày hôm nay mình ấp được cái quả trứng rồng này. Thì mình sẽ ra đây đọc thông tin cho bạn xem nhá. Xem rằng là đó còn đống sách này giữa chứ. Rồi được rồi. Này Vanh ơi. Vanh có thể ra đây di chuyển hộ núp cái đống sách này ra cái ấy được không? Đâu. Đây bây giờ nha, đống sách này di chuyển ra cái dương để gần trứng rồng ấy, dương để ở giữa ấy. Ok. Từ để núp lấy. Để ngay cạnh luôn, để ngay cạnh trứng rồng luôn nhỉ. Đâu để núp xem là cái direct đâu nhỉ. Ui, bên này có xác rồng. Xem ra con rồng direct của núp đã. Núp vừa mới up xong cái con rồng đó thì núp sẽ xem. Thả luôn cái con dòng clan của mình nó đang bị mất ở đâu ấy. Direct
À đây à. Đấy, ở gần cuối. Rồi ok, mãi tận cuối rồi. Rồi. Giờ anh di chuyển cái đống đấy sang sang bên này hộ núp nha. Đúng rồi, mình sao nhìn thấy một con rồng xương theo, đâu? Xếp theo thứ tự chữ cái nha. Không, 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 không cần thứ tự chữ cái đâu. Ô, à, dễ tìm. Cứ để ở giữa này là được. Và mình sẽ cất mấy con này đi. Thêm được mấy quả trứng rồng mới này. Cái này thì giống nhau. Rồi, có rồng. Đấy, cứ để bên cạnh cũng được. Đâu, có trứng rồng Pixel? Có bên này này. Đâu, đâu, tới liền đây, tới liền đây. Nè. Đừng, cẩn thận, Pixel đang bay nha. Ê, đâu? Đây, bên này. Trứng rồng thì nhìn ghê lắm, con rồng xương luôn ấy. Toàn xương rồi. Ui, ui, nhìn cái quả trứng rồng nó thấy ngầu rồi. Con rồng mẹ nó đâu nhỉ? Đi xem vừa đây. Đây là con rồng mẹ này. Ui, toàn xương luôn đúng rồi. Chắc là rồng sa mạc, rồng xương à. Rồi, ok. Ui, bone napper à? À, đâu. Ui. Ui, con rồng này nhìn hay thật, đúng kiểu như là còi lòi xương luôn ạ. Ui, con Dubai nó bắn nó rồi. Chạy. Thôi mình về nhà đã. Mình về nhà thả rồng đây. Đây mọi người về nhà đi, núp thả rồng cho xem con rồng này. Mày anh chuyển xong chưa? Đây, chuyển xong còn 2 cuốn nữa. Đây, về đây núp thả lại. Cái chỗ này thì chắc là lần sau mình sẽ up lại con rồng Clan các bạn ạ. Tiếc thật. Đây, núp sẽ thả lại cho mọi người xem nhá. Đó, đây. Lần này là cái con rồng mới luôn. Wow. Đây, đặt con rồng này rừng xanh. Ok. Tạm thời là mình còn chưa biết thông tin nó là con rồng. Đó. Ui. Ghê không? Con ăn gì? Con này là rồng, đôi khi được gọi là rồng cái gì? Cái gì mà đôi khi lại được gọi là rồng nên có vẻ thích hợp để gọi là một con rồng Drake. Cá. À, đi câu cá đi. Nó là một sinh vật vảy nhưng không có cánh, tuy nhiên rồng. Về chế cái chế Drake không giống như vậy. À, con này giống khủng long. Đúng rồi. Con này là con giống khủng long, cái con Tyrannosaurus Rex này, do có cánh tay nhỏ. À rồi ok. Là một loài rồng ăn thịt to và lớn mạnh mẽ, nó sinh vật đáng sợ lang thang khắp với vai trò là một thợ săn đơn độc. Con rồng này nổi tiếng là nóng tính này và đòi hỏi lượng thịt lớn thường xuyên và không nên coi thường cái gì sở hữu một con rồng đó vì chúng tôi đòi bảo trì. À ok, đại khái là nuôi con rồng này khá là khó và nó ăn rất là nhiều thịt và cá này. Ui, nó ăn thịt không? Để nha, mình thử chăn nó xem nào. Ăn thịt cá. Nó ăn thịt, đại khái nó ăn thịt các bạn ạ. Rồi. Rồi, chắc là mình sẽ tạm thời cất nó vào trong cái này đi. Bởi vì là mình nghĩ chưa bắt được con rồng này chưa bắt được. Bởi vì là hiện tại nó chưa lớn hẳn. Rồi, bảo sao? Không bắt được này. Về nhà nhá, toàn đây bắt được rồi. Bắt được rồi. Đại khái là ném phải chúng nó nữa. Ở nhà toàn creeper đấy, ngủ đây luôn đi. Đâu. Thôi ra đây chào các bạn đi, xong rồi. Trời ơi, chúng ta làm xong cái nhiệm vụ ngày hôm nay rồi. Ok thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Tuy rằng là ngày hôm nay cái con rồng Clan của chúng ta mình chăn lớn thì chắc là không để ý, đáng nhẽ ra mình phải bắt nó vào cái Dragon Orb này nhưng mà nó bay đi chơi mất rồi. Thế là chúng ta sẽ up lại nó sau các bạn nha. Đó thì nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên qua kênh của Vanh, qua kênh của Zeno, qua kênh của Pixel ấn đăng ký ủng hộ mọi người nha. Và xin chào gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye.